cái thằng thám tử lùng của mọi người nó lấy cái hành trình mà niềng gan 7 8 năm về trước của Chí Cảnh ra để nó soi. Má ơi, tao nói mày nghe là thám tử lùng mày soi gì đâu mà kỳ cục với má, soi giết à. Ban đầu thấy soi soi cũng thấy hay hay, giống như kiểu soi bà hoa hậu 7 màu, mua giải mua ơ đồ thì thấy cũng hay hay. Cái gì mà soi càng ngày càng soi, mà soi càng ngày càng thấp với má, soi vô hén, soi lông, soi lá, soi tùm lum với mẹ. Trời ơi là trời, bởi vì ta đặt mày là thám tử lùng là đúng rồi đó, tại vì mày soi hén soi ơ không à. Tự dưng cái à, bà con ơi coi hành trình lột xác của idol nè à, gì á bà con trên Facebook á, gửi tiền về cho nó để nó phục vụ nhu cầu làm idol. Tao nói mày nghe là thám tử lùng 6 7 năm về trước không ai biết tao là ai hết trơn á má. Lúc đó Facebook đăng hả, trời ơi má ơi, đăng một tấm hình có 2 3 like hả má, chứ không có được hot giống như bây giờ đâu mẹ. Cho nên mày bớt bớt đi nha. 6 7 năm về trước á, tao đi niềng răng á, bỏ tiền túi ra làm má, bỏ tiền túi ra làm, đầu tiên là đóng mấy chục triệu á, rồi sau đó là mỗi tháng đóng 1 triệu 2 triệu trả góp á, nhưng mà cũng nhanh chóng lắm đó. Là đẹp là do niềng răng má ơi, do tâm sinh tướng, cho nên mày thấy tao đẹp quá, tao lột xác thành công, tao dậy thì thành công, cho nên mày hờn đúng không? Mày thấy mày không đẹp bằng tao nên mày hờn đúng không? Thằng thám tử lùng mày sâu thì sâu thì sao kỳ vậy trời. Đầu tiên tao thấy mày cũng đỡ đỡ đó ha, mặc dù là trước giờ thì Chí Cảnh cũng không có coi cái kênh của cái thằng này, nhưng mà cái đợt mà nó kiểu mà nó thấy có con cá 7 màu đòi kiện đòi thưa Chí Cảnh, cái sau mà bắt đầu nó lên nó phân tích thì Chí Cảnh mới nghe một số fan kêu là cái thằng thám tử lùng này nó cũng lên nó nói về mình, nó coi như là nó cũng đứng về phía mình. Thì lúc đó là Chí Cảnh có làm một cái clip để cảm ơn nó, là tại vì nó đã gọi tên Chí Cảnh rồi, nó lên nó nói là con cá 7 màu không có cơ sở đi kiện rồi đó. Thì mình thấy mọi người cứ nói là nó lên tiếng nó cũng bảo vệ mình, thì mình thấy vậy thì mình lên mình cũng cảm ơn một tiếng đúng không? Đó là cái phép lịch sự, mình lên mình cảm ơn nó thì mình cũng có kêu là cô chú anh chị giờ ủng hộ nó. Vậy đó mọi người, cái xong rồi hả, trời ơi má ơi, thám tử ơi, mày là thám tử cái kiểu gì vậy mẹ, thám tử lừng danh Conan hả, thám tử ngủ gật gì má, sao cái gì mà càng ngày càng rẻ tiền vậy trời, sao mà soi hén soi ơ soi lông soi lá của người ta vậy bà nội. 6 7 năm về trước không ai biết tao là ai hết trơn á. 6 7 năm về trước tao là một cái người rất là bình thường, tao không có hoạt động trên mạng trên ơ gì hết trơn á. Cho nên cái gì bà con gửi tiền về cho nó để phục vụ nhu cầu làm đẹp bản thân, má ơi tao đẹp, tao niềng răng cái tao đẹp liền luôn á, tại vì tao có nét sẵn mày hiểu không? Với lại là tâm sinh tướng con ơi, tâm sinh tướng cho nên càng ngày càng đẹp, tâm thiện lành cho nên rất là đẹp, chứ không có giống như cái bản mặt của mày, càng ngày càng thấy ghê nha, càng ngày càng thể hiện rõ cái bản chất. Bởi vì tao nói thời gian nó không làm thay đổi bản chất, nó chỉ làm lộ rõ bản chất mà thôi, cho nên cái bản chất cái con người của mày á nó càng ngày càng lộ rõ đó nha. Cái sâu gì mà sâu tào lao vậy má, bữa hổm thì soi cái bức hình đi chụp chung với cái anh kia à, cái sôi anh đó ba sọc Chí Cảnh, anh ba sọc nha, ai ba sọc là tôi dị ứng lắm, ai ba sọc là tôi ghét lắm nha. Tao nói cho mày nghe nè, những người mà gửi tiền gửi quà gửi ơ cho mày đó nhiều khi cũng ba sọc ba ơ đó nha. Mày nhận tiền thì mày không có dị ứng đâu, đến khi mà mày 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 ấy á, mày 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 câu like câu view thì mày mới dị ứng thôi nha, mày lên mày phân tích thì mày mới dị ứng thôi. Chứ nhiều khi tao gửi quà gửi tiền về á, mấy anh mấy chị đó nhiều khi cũng ở bển, nhiều khi cha mẹ của mấy ảnh cũng là ba sọc ba ơ rồi đó, sao lúc đó mày không ấy, mày không dị ứng hả má? Nó sâu cái kiểu gì mà sâu, trời ơi là trời. Tự dưng cái bà con Facebook gửi tiền về cho nhu cầu làm đẹp, tao không có sửa má, tao không có giống như con cá 7 màu, tao là tự nhiên đẹp tự nhiên, mắt mũi miệng cái gì cũng tự nhiên hết trơn á má, không có sửa cái gì hết trơn á, mày thấy không? Tâm sinh tướng này, cho nên mày đăng lên như vậy á là nhiều người ta còn ngưỡng mộ tao đó. Mày đăng lên như vậy là người ta ngưỡng mộ tao, tại vì người ta thấy là tao là một người mà kiểu mà không ngừng nỗ lực đó má, mọi sự nỗ lực đều được đền đáp đó. Mày biết cái hành trình niềng gan 6 7 năm của tao nó gian chung đến cỡ nào không con? Nó làm cho tao là bị trầm cảm luôn đó, tại vì đầu tiên trước khi tao niềng răng là tao rất là đẹp, tao trời ơi có răng khểnh y chang như Ngô Kiến Quy luôn đó má, rất là đẹp. Nhưng mà tao thì tao không có thích răng khểnh, tao không có thích cái hàm răng mà nó khập khiễng như vậy, nó khó chịu lắm, cho nên là tao mới niềng lại. Tao niềng lại thì bây giờ là nói chung là tao ngày xưa là tao dễ thương, tao kiểu kiểu dễ thương, còn bây giờ là tao đẹp sắc sảo mày hiểu không? Tao đẹp sắc sảo, đẹp phúc hậu đó con. Trời ơi mày soi thì sao cho nó chính xác, cho nó thuyết phục người xem, chứ mày soi cái kiểu gì để người ta lên người ta phản biện lại là quê, là quê nha con, là từ từ cái uy tín của mày đó nó càng giảm xuống nha thám tử lùng. Trời ơi mày gán mày sâu cái gì mà cho nó đúng mà nó đúng mà nó kiểu mà nó thuyết phục người ta đó, chứ mày sâu cái kiểu đó từ từ tao nói uy tín của mày nó giảm dần đó, và fan của mày từ từ nó sẽ quay lưng với mày. Tao nói thiệt, cái này tao khuyên thiệt luôn á, cái này là tao khuyên thiệt đó, mày sâu sâu sao cho nó đúng á, chính xác á, kiểu mà nói đâu có đó đó, giống như cái lũ fan mà ngờ u của tụi bay á, hay hay à, trời ơi thám tử hay quá, thám tử hay quá, đưa cái nào là đúng cái đó, nói đâu đúng đó đó. À, mày gán giữ vững phong độ đó nghe thám tử lùng, mày gán giữ vững phong độ đó để cho fan nó thương mày, kiểu
mà thấy mày hay chứ mày càng làm á, mày càng sôi, mà sôi tào lao như vậy là giảm uy tín. Người ta nói là một lần thất tín vạn lần không tin đó con. Mày sôi hai ba lần sai như vậy là từ từ là tự fan của mày á nó tự quay xe với mày luôn đó má. Trời ơi là trời, bộ hết chủ đề rồi hả mẹ, hết cái sôi rồi hả, hết cái gì để soi tao rồi hả, cái sao mày lấy hành trình của tao. Mẹ ơi, 6 năm về trước tao người bình thường, 6-7 năm về trước tao người bình thường, tao không có lên mạng xã hội, tao không có lên mạng xã hội, tao không có lên Facebook hay ơ gì hết trơn á. Rồi sau này đó, khi mà cô Nguyễn Phương Hằng mà nổ ra đó, thì tao mấy lúc đó thì tao cũng có vào, nhưng mà chủ yếu là viết bài đồ này nọ sơ sơ chơi cho vui thôi, rồi lâu lâu ra một vài clip nhưng mà không có xuất hiện. Bởi vì cho nên cô Nguyễn Phương Hằng đâu có biết tao, cái lúc đó là trời ơi đâu có ai biết tao là ai đâu. Cho đến khi mà tao niềng răng xong rồi, tao đẹp rạng ngời, đẹp mà không chói nắng chói ló đó, rồi xong rồi đó tao mới á lên post mấy cái con kem trộn đó, rồi xong rồi mọi người mới biết tới tao nhiều quá, rồi thích tao dữ dội luôn đó má. Rồi từ đó tao lên luôn đó con. Rồi cái sau đó là tao bước vào đời drama của Hồng Loan một cái là trời ơi ai cũng thấy tao là dễ thương, xinh đẹp, hài hước, duyên dáng, khìa, vui vẻ. Chứ ai như mày tối ngày mày đi xôi rồi bây giờ mày, tao nói mày nghe nè, bây giờ mày xôi con cá bể màu tới đâu rồi? Bữa giờ tao không thấy mày xôi tới bả, hay là giờ mày với bả là một phe luôn hay sao vậy má, hay sao vậy ha, tử lùng. Bữa giờ không thấy mày xôi nữa rồi ve đồ này nọ đó, sao không xôi đi má? Ừ, rồi tập trung vô tao cái gì, mày cai cứu cái gì? Trong khi đó đó trời ơi, người ta không thèm nói tới mình rồi, tưởng đâu mình hay. Mà chứ cảnh nói cho mọi người nghe nè, bữa giờ á chứ cảnh thấy là mọi người khuyên nó làm thôi im lặng đi, đừng nói tới nó đâu, nó sẽ không nói tới mình. Mà mọi người thấy nó không nói tới mình không? Cái thằng này nó thù dai lắm mọi người, nó thù dai lắm, nó sẽ tìm mọi cách nha. Cho nên á chứ cảnh có nghe ai đó nói cái câu á là im lặng với cái xấu là một tội ác đó, cho nên bây giờ là tôi không có im nữa mọi người. Nó lên nó phân tích tào lao thì mình lên mình phản biện lại cho nó quê, đúng không mọi người? Mắc gì phải im? Nó lấy chứ cảnh ra để câu like câu view thì bây giờ chứ cảnh cũng lấy cái chủ đề cũng gọi tên nó để mà chứ cảnh cũng có like có view vậy, đúng không? Những người nào mà ví dụ như những người trong cuộc á, những người mà mấy anh chị kia người ta không thèm nói tới á là tại vì người ta không có làm truyền thông, người ta không có kênh, cho nên là thôi người ta không nói tới nó. Còn mình có kênh mà mọi người, mình có kênh mà, nó nói mình nói lại, mình cũng có view, nó cũng có view. Mày thích vậy tao chịu. Mà cái vấn đề ở đây là gì, là càng làm như vậy thì từ từ ta nhận rõ bản chất con người của mày là người ta tự quay lưng với mày luôn đó. Từ từ ta nói mày nghe nè, mày làm cho cố vô đi, vài bữa mày y chang con cá bể màu bây giờ đó, mày y chang con cá bể màu bây giờ đó. Trời ơi là trời, thám tử gì mà kỳ vậy má, thám tử gì đâu mà sâu tào lao vậy mẹ, sâu gì đâu mà 8-7 năm về trước con, lúc đó ai biết con là ai, tao nói mày nghe nè, trời ơi tao điền răng 100% là tiền của tao, ha, 6-7 năm về trước 100% là tiền của tao, tao đi làm tao mệt lắm má, tao nói ha, 6-7 năm đó tao ngóc đầu không lên là cũng gì tao đi làm răng đó má, ha, trời ơi mỗi tháng ha, tao phải đi lên đi xuống, lúc đó tao ở tỉnh mà, tao phải ở thành phố đâu mà tao điền răng là ở Sài Gòn. Tao phải bao xe đi lên đi xuống, công ăn việc làm của tao nó bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Với lại lúc đó trời, tao niềm gan tao xấu dữ lắm má ơi, tao không có tự tin đâu. Cho nên là kiểu mà tao làm theo cái kiểu mà dậm chân tại chỗ đó, làm cầm chừng đó, để mà chờ cái ngày xinh đẹp để mà phất lên nè con. Đó, mày xôi cái gì mày xôi, trời ơi má ơi, tao nói mày nghe nè, tao không có giống như con cá bể màu đi xin tại chợ 80%, 70% vậy chân á, 100% là tao trả cho nhà khoa, không có giảm đồng nào hết trơn á má nha con. Mà đầu tiên là cũng không có phải trả hết 100 nha mọi người, đầu tiên là chỉ cảnh là trả 20-30% gì đó, rồi sau đó trả góp hàng tháng, rồi thời gian thấm thoát thôi đưa, trả trong vòng chừng năm mấy là bắt đầu xong xuôi hết rồi, rồi từ đó về sau đâu có tốn thêm tiền gì nữa đâu má. Mình trả xong rồi thì từ đó về sau thì người ta cứ làm cho mình càng ngày càng đẹp thôi. Mày có đi niềng răng không? Cái răng mày là răng thiệt hay răng sứ vậy má? Mà tao thấy cái hàm răng của mày ghê lắm nha. Nếu như mà răng của mày mà nó vàng á, liên hệ tao mua kem đánh răng ủng hộ nha con. Red siêu trắng 270.000 nè con. Nè, cái hàm răng nó trắng tươi nè con. Liên hệ với má mày mua. Mà quên nữa, tao nói mày nghe là thám tử lùng. Trời, tao ngồi tao nói mày, tao đáp giả mày, tao mệt quá cho nên bây giờ tao nằm nha, tao xin phép tao nằm nha. Tao nói mày nghe nè. Mày đó hả, mày thấy đó hả, mọi người mà cộng đồng mạng Facebook rồi đó ủng hộ tao rồi đó, gửi tiền cho tao cho nên mày hờn đúng không? Mày biết làm sao không? Tại vì nên gửi cho mày độc quyền á ha, cho mày độc quyền á, chứ gửi cho tao là mày hờn mày giận á, phải gửi cho một mình mày đúng không con? Đó, chứ gửi cho người này người kia mày buồn mày giận mày soi, phải gửi cho mày á, một mình mày thì mới ok la. Mà tao nói mày nghe nè, cái miệng của mày mở miệng ra ai cũng ba sọc ba ơ chân á, coi chừng cái tiền mà người ta đang gửi về đó, rồi người ta mua quà mua ơ rồi đó là ba sọc ba ơ không đó má. Mày chỉ thật sự dị ứng khi mày bị lên mạng mày câu like câu view rồi đó thì mày mới dị ứng ba sọc nha, còn bình thường mày nhận tiền nhận quà nhận ơ đó mày đâu có dị ứng.
lúc đó mày chị yêu không nha con. Trời ơi, với lại tao nói mày nghe nè, ví dụ như cái răng của tao đó, nó khập khiễng á, tao niềng lại nó đẹp liền ha. Ngày xưa là răng của tao nó khập khiễng, cái tao niềng cái mày thấy không, nó đều rang nè. Còn tao nói mày nghe nè, cái chén mà tóc á, mà nó giống như cái sân bay Tân Sơn Nhất á, nó giống như sân bay Tân Sơn Nhất á, là không có niềng được nha má nha. Cái răng á, nó khập khiễng còn niềng được, còn đẹp được, chứ tao nói cái tóc mà nó giống như cái sân bay á, nó hói hội á, là khó niềng lắm nha. Và đặc biệt là tao nói mày nghe nè, mày á cần nên đi niềng mà không phải niềng răng, mày đi niềng cái nết mày lại, cái nết mày lại nha. Mày soi quá, mày soi hén soi ơ soi kỳ quá má ơi, má soi kiểu gì mà kỳ quá, soi với hén với ơ, mày soi coi, mày đếm nha, mày đếm coi người ta có bao nhiêu cộng lông hả, rụng sợi nào đồ này nọ đâu là mày biết hết hay gì má hả, rụng sợi nào mày biết hết hay gì vậy, mày soi kiểu gì vậy má, mày soi soi sao cho đúng nha con, soi gì mà càng soi càng tệ. Trời ơi, cái hàm răng của mày đó nếu như mà nó không có được đẹp, không có được trắng mà nó vàng á, mày mua kem đánh răng Red siêu trắng của tao nè, ấy vô cho nó răng nó trắng nó đẹp lên nha con, đẹp lên má ơi. Cái hàm răng mày nó kỳ quá, không biết là cái miệng của mày nó có thơm hay không á. Kem đánh răng Red siêu trắng ngoài công dụng làm trắng răng nó còn rất là thơm luôn á con, cho nên cái miệng của mày tao thấy là mày sôi quá, cho nên chắc là tao nghĩ nó không có được thơm tho lắm đâu. Mua ủng hộ liền má, mua ủng hộ tao nha, kem đánh răng Red siêu trắng 270.000, mua ủng hộ liền đi mẹ, mua cho tao trả tiền viện phí đâu nè. Trời ơi, bệnh quá cho bệnh nè, bệnh tùm lum hết trơn nè, bệnh mà không có tiền mà trả viện phí viện ơn nè, cho nên là mua ủng hộ tao nha. Mọi người ơi, ai mà thương Chí Cảnh thì mua kem đánh răng Red siêu trắng ủng hộ Chí Cảnh nha, 270.000 nha mấy mẹ, mua đi. Trời ơi, con bệnh nặng lắm mấy má ơi, con bệnh mà con không có được yên thân nữa. Với lại con nói một lần nữa cho những người nào mà fan của Chí Cảnh đó, đừng bao giờ gửi cái gì của cái thằng đó cho Chí Cảnh nha, nó nói gì kệ nó đi. Bây giờ cái loại mà câu like câu view rẻ tiền hết chủ đề rồi, tại vì biết sao không, coi như là bây giờ nói gì bây giờ sao kê sao ơ rồi nói gì bây giờ là coi như là mình đâu có còn thông tin gì nữa đâu mà nói. Cho nên là trời ơi, là trời, tao nói mày nghe nè, bây giờ mày muốn cho mọi người ủng hộ đó, mày lên mày soi con cá bảy màu á, nó mua giải mua ơ năm nào bao nhiêu tiền rồi đó, mày soi ra đi má. Bữa hổm mày cũng hay lắm mà, mày soi mày nói nó mua mua giải mua ơ rồi đó, bây giờ mày cung cấp được cái gì chưa, bằng chứng đó, mày kêu nó làm má mì má ơ rồi đó đâu, mày lên mày cái hành trình đó mày làm đi, tại vì con cá bảy màu người ta cần nghe, để mà người ta thấy cái mặt của nó lên nó hay trách hồng lon là vô ơn. Nó nói chị Ni là mua coi như là nó nói chị Ni là lưu linh lưu địa rồi đó, thì người ta rất là ghét nó. Còn người ta không có ghét tao, người ta không có ghét tao, fan người ta thương tao lắm, tại vì tao một lòng một dạ với Hồng Loan và chị Ni, tao không có quay xe, cho nên mày soi tao là mày coi như tao đâu có thưa ưa mày, cho nên mày soi con cá bảy màu đi nha con, như vậy cho người ta ủng hộ lại đi má. Má soi trời ơi, là trời, mày càng soi càng sai như vậy là từ từ kỳ lắm má, rảnh quá trời. Mày bờ tao bệnh, tao nói mày nghe là tao bệnh, mày để cho tao yên đi, mày đừng có chọc cái miệng của tao. Mày biết cái miệng của tao nó cũng không có thua gì ai hết trơn á. Mày biết bữa giờ tao im là không phải là tao sợ mày, nhưng mà tại vì tao không thèm nói tới mày đó, tao để cho mọi thứ nó qua đi, tao không muốn cho chị Ni và Hồng Loan khó xử, giống như kiểu ở giữa rồi thế này thế kia. Nhưng mà tao thấy con người của mày, bản chất của mày càng ngày càng tệ, bản chất của mày càng ngày càng tệ như vậy, mày sâu kiểu gì mà kỳ vậy, cho nên tao sẽ lên tao nói cho mọi người nghe về cái con người của mày đó nha. Trời ơi, mày nghĩ là mày có một mình mày mới có thể lên nói hả? Mày nghĩ một mình mày mới có quyền lên nói, có quyền dẫn dắt hả? Trời ơi, là trời, bây giờ tao nói mày nghe, cộng đồng mạng người ta khôn lắm, người ta nhìn vô cái là người ta biết ai thật ai giả liền à, người ta nhìn vô người ta thấy ai hiền liền hà. Cái con người của mày đó, tối ngày mày cứ ghéo gọi tên người ta, mày lôi mày môi đời tư mày lôi hết cái này tới cái kia, thì như vậy thì mày có anh hùng không? Như vậy là ta nhìn vô cái người ta biết rồi á. Trong khi là trời ơi, mình nói một hai clip là được rồi, mình làm gì ngày nào mình cũng gọi tên mày, gọi gì đâu mà sai, gọi tào lao không mà má. Tao nói cho mày nghe nghe, những cái người mà phước dày đó, mày không có phót được người ta đâu con, càng phót là càng bị quật lại đó nha con, cho nên mày bớt bớt mà tém tém cái nết mày lại đi. Cái con người gì đâu mà ăn nói hai ba lời, quay xe quay hai ba hàng đó, chàng hàng chàng hãng là mày đó nha, nha cái thằng thám tử.